vừa triệt hạ chùm nhóm Nghệ An, Tô Lâm lại quăng thỏng lọng vào cổ chùm nhóm Hà Tĩnh. Sau khi đạt được những mong muốn, ông Tô Lâm tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo, đó là đánh cho dập đầu hai nhóm mạnh nhất ở Trung ương là Nghệ An và Hà Tĩnh. Chỉ cần một trong hai nhóm này đã là thế lực mạnh, khó nhóm nào địch nổi. Nếu hai nhóm liên minh để chống đỡ hoặc phản công thì nhóm Hưng Yên của Tô Lâm cũng không dễ dàng gì đối phó. Nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh từng tận dụng tối đa sự che chở của Tổng Trọng, nên cứ như con quái vật nhiều đầu. Chém bay đầu này thì lại mọc lên cái đầu khác. Trước khi Vương Đình Huệ ngã ngựa, nhóm Nghệ Tĩnh có tổng cộng 4 ủy viên Bộ Chính trị. Sau khi ông Huệ ngã ngựa, nhóm này vẫn có 4 ủy viên Bộ Chính trị. Đấy là chưa kể đến mấy chục ủy viên Trung ương Đảng đứng phía sau. Nhân vật dẫn đầu nhóm Nghệ An hiện nay là ông Phan Đình Trạc, dẫn đầu nhóm Hà Tĩnh là Trần Cẩm Tú. Hiện nay, Tô Lâm đang nhắm đến hai nhân vật này để khiến hai nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh tổn thương nặng. Phần ông Phan Đình Trạc, ông Tô Lâm cho tấn công từng bước. Đầu tiên là tấn công Nguyễn Văn Yên, cấp phó và là người có rất nhiều mối quan hệ khăng khít với Phan Đình Trạc. Hiện nay, ông Yên đang nằm trong tay Tô Lâm. Ông Trạc chỉ còn biết cầu cho ông Yên không khai ra quá nhiều. Nói chung, Phan Đình Trạc đang bị Tô Lâm dồn vào đường cùng. Về phía Trần Cẩm Tú, từ năm ngoái, Tô Lâm đã cải Vũ Hồng Văn và cơ quan do ông Tú đứng đầu. Công ty Cây Xanh Công Minh đang bị điều tra, được cho là sân sau của ông Trần Cẩm Tú. Công ty này đã trúng rất nhiều gói thầu trên cả nước, vậy bàn tay nào đã can thiệp? Phải là ủy viên Bộ Chính trị thì mới có thể khiến các chính quyền địa phương ngoan ngoãn giao thầu. Như vậy, với Trần Cẩm Tú, Tô Lâm đang cho đánh từ trong đánh ra, kết hợp với việc đánh từ ngoài đánh vào. Bên trong thì có Vũ Hồng Văn làm nội gián, bên ngoài làm vụ án công ty Cây Xanh Công Minh. Từng ngày, ông Chủ tịch nước tròng thòng lọng vào cổ ông Trần Cẩm Tú mà siết. Xem ra Trần Cẩm Tú gặp khó khăn không thua gì Phan Đình Trạc. Chưa biết Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú sẽ đối phó với Tô Lâm bằng cách nào. Từ đầu năm cho đến nay, những trận đánh của Tô Lâm theo cách tương tự đều chưa trượt phát nào. Không biết lần này Tô Lâm có đánh trượt hay không. Ông Trọng giờ này chẳng còn sức đâu mà đứng ra chống đỡ Tô Lâm, giúp Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú nữa. Ông đang phải chiến đấu với tử thần để kéo dài sự sống cho mình. Được ngày nào hay ngày đấy. Xem ra Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc khó thoát khỏi bàn tay của Tô Lâm trong thời gian tới. Ông Trọng thì bản thân luôn hô hào chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng sự thật ông đã tạo ra một cái ổ rất an toàn để nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh ẩn nấp bao nhiêu lâu nay. Đến khi Tô Lâm ra tay thanh trừng thì mới lòi ra phía dưới cái ô khổng lồ của ông Tổng Bí Thư là hang ổ của những con rắn gọc. Tô Lâm đang được một số thế lực nhỏ quay đầu vuốt ve, ngay lúc này họ đã gọi ông Tô Lâm là Tổng Bí Thư. Thế của Tô Lâm đang như trẻ tre, nhiều thế lực nhỏ tỏ ra thức thời, xu nịnh để tránh bị quăng vào lò và kiếm thêm chút ân huệ. Điều này cho thấy thế lực của ông Trọng đang sắp tàn và không thể đảo ngược được tình hình. Như khi triều đại Nguyễn Phú Trọng kết thúc thì sau đó sẽ là những màn thanh trừng trong nội bộ của đảng để thiết lập một trật tự mới. Thực tế Tô Lâm đã bắt đầu cuộc thanh trừng này ngay khi Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đó, vẫn ngồi trên ghế tổng bí thư của đảng. Đối với nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh, chọn cách đối đầu với nhóm Hưng Yên từ đầu nên khó thoát khỏi bàn tay của Tô Lâm. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vừa triệt hạ chùm nhóm Nghệ An, Tô Lâm lại quăng thẳng lọng vào cổ chùm nhóm Hà Tĩnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thủ tướng thiết lập thế đứng mới trước hùng thần họ Tô. Cuộc chiến cung đình đang tạm yên ắng, dự là tới hội nghị Trung ương lần thứ 10 sẽ có nhiều trận kịch chiến tiếp theo để tranh giành suất ủy viên Bộ Chính trị. Trước đây có đến 4 ứng viên cho chức Tổng Bí Thư, nhưng giờ đây chỉ còn có 2, đó là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Thế liên minh tạm thời giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính rất có thể sẽ sớm đổ vỡ, đặc biệt khi mà Tổng Trọng sắp phải ra đi.
Tô Lâm chưa ngồi vào ghế Tổng Bí Thư nhưng vẫn chưa chắc chắn là người về đích. Còn Phạm Minh Chính, đối thủ nặng ký hơn Vương Đình Huệ rất nhiều. Tô Lâm cần phải nhớ, tại đại hội lần thứ 13, Phạm Minh Chính từng làm cú nước rút vượt qua Vương Đình Huệ ở ngay vạch đích, đồng thời trải qua bao nhiêu sóng gió chính trường, bao nhiêu người gục ngã, nhưng Phạm Minh Chính vẫn đứng vững. Sau khi Tô Lâm lên Chủ tịch nước và giành được chức Bộ trưởng Bộ Công an cho đàn em thân tín, thì Phạm Minh Chính có chuyến đi Trung Quốc và gặp gỡ Tập Cận Bình. Hầu hết các quan chức Việt Nam trong hàng tứ trụ khi sang Trung Quốc đều tìm cách gặp Tập Cận Bình để mà bàn mưu tính kế. Cho đến nay, dù là phe nào, phe thắng hay phe bại, thì đều phải tìm kiếm sự che chở từ Bắc Kinh. Trước khi tạo phản vào tháng 9 năm 2023, ông Tô Lâm cũng đi Bắc Kinh. Khi bị Tô Lâm dí đến đường cùng, thì Vương Đình Huệ cũng phải vội vàng tìm cách đi Bắc Kinh dài ngày. Giờ đây, sau khi tứ trụ triều đình đã thiết lập trật tự mới, Phạm Minh Chính lại có chuyến đi Bắc Kinh tiếp theo. Chuyện lãnh đạo các nước thăm thú qua lại là chuyện bình thường trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thời kỳ toàn cầu hóa, đây là điều cần thiết. Tuy nhiên, những chuyến thăm của quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam sang Bắc Kinh lại không bình thường chút nào. Các cam kết được ký kết trong cuộc chuyến đi này cũng không hề bình thường. Khi ông Chính thăm Trung Quốc, Vietnam Airlines đã tỏ ý xem xét về việc mua máy bay dân dụng cho Trung Quốc sản xuất. Đây là canh bạc rất mạo hiểm, mà người trả giá cho sự mạo hiểm đó là tính mạng của hành khách. Bởi sự an toàn của máy bay Trung Quốc vẫn đang là dấu hỏi lớn trên thị trường thế giới. Các hãng hàng không trên thế giới, kể cả hãng bay Trung Quốc, cũng đang tỏ ra rất thận trọng. Ngoài ra, trong chuyến đi này, ông Phạm Minh Chính còn đề nghị phía Trung Quốc xây dựng đường sắt đô thị cho Việt Nam, bất chấp sự thất bại thảm hại của dự án Cát Linh, Hà Đông. Đây là việc tự chuốc lấy thiệt thòi cho Việt Nam. Vậy ông Phạm Minh Chính lấy cái gì để mà đổi? Điều này chỉ có ông Phạm Minh Chính và ông Tập Cận Bình mới biết được. Những ký kết với Trung Quốc đem lại bất lợi cho Việt Nam bị hầu hết giới thạo tin đánh giá rằng đây là sự đổi trác. Các quan chức của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đều đem quyền lợi quốc gia để đổi lấy sự ủng hộ chính trị từ Trung Quốc. Theo cách như vậy, bất kỳ quan chức cộng sản nào cứ sang Bắc Kinh là lại ký những điều khoản bất lợi cho đất nước, nhưng khi sang các nước phương Tây thì họ vẫn đòi hỏi quyền lợi một cách sòng phẳng. Vậy thì không dùng quyền lợi quốc gia để mua lấy ủng hộ chính trị của Trung Quốc thì đấy là cái gì đây? Câu hỏi được dư luận đặt ra. Chuyến đi của ông Phạm Minh Chính sang Trung Quốc liệu có mang lại sự an tâm cho ông Thủ tướng hay không thì chưa biết. Chỉ biết ông Chính có thể an tâm hơn so với việc lạnh nhạt từ Bắc Kinh. Trong thời loạn sứ quân này, Tập Cận Bình không dại gì đi thọc tay sâu vào chính trường Việt Nam để đè người này cứu người kia khi mà người nào cũng mang lại quyền lợi quốc gia sang để mà dâng hiến cho thiên triều. Bên nào thắng thì Bắc Kinh cũng có lợi cả. Cho nên, dù củng cố quan hệ với Bắc Kinh, Phạm Minh Chính vẫn phải tự lo cho bản thân trước một hung thần họ Tô đang muốn tẩy sạch tất cả. Hậu Nguyễn Phú Trọng sẽ là trận chung kết Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Mỗi người đều phải tự lo lấy thân của mình. Ai thắng thì người ấy cũng sẽ thay mặt toàn đảng mang quyền lợi quốc gia sang mà thiên triều cúng tiếp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm d với bản tin Thủ tướng thiết lập thế đứng mới trước hung thần họ Tô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm d.